Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Tân Hoa xã đưa tin ít nhất 123 người thuộc 37 gia đình tại làng Gia Hai, huyện Quân Ninh thuộc tỉnh Quý Châu đã bị chôn vùi dưới đống bùn đất. Nửa quả đồi cạnh làng đã sụt lở. Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức huyện Quân Ninh cho biết, các nhân viên cứu hộ đào bới đống đất đá để tìm người sống sót. Truyền hình Trung Quốc chiếu cảnh các nhân viên cứu hộ đào bới đống bùn đất khổng lồ bao phủ làng Gia Hai và cho đến đêm qua vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào còn sống sót. Các quan chức Quân Ninh thừa nhận hiện chưa thể xác định được con số thương vong. Tân Hoa xã dẫn lời anh Sen Chao Yang, một dân làng kế anh kịp chạy ra khỏi nhà khi nghe tiếng đất lở ầm ầm. Tôi đã cố hô hoán lên nhưng đã quá muộn. Anh bàng hoàng kể, tôi nhìn thấy một số người chạy sau mình bị đất đá vùi lấp. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi các đội cứu hộ nỗ lực hết mình để giải cứu những người còn sống sót và ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự tại các khu vực xung quanh. Do đất đá ngổn ngang, ô tô không thể đi vào làng Gia Hai nên các đội cứu hộ phải đi bộ 5 km mới đến khu vực xảy ra lở đất. Mưa to vẫn đổ xuống, khiến hoạt động cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Các quan chức huyện Quân Ninh thừa nhận, những người bị chôn lấp có rất ít cơ hội sống sót. Theo Trung Quốc Nhật Báo, trong nhiều ngày qua mưa lớn liên tục đổ xuống các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Tính đến nay, mưa lũ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 70 triệu người. Chưa tính đến số người chết trong vụ lở đất hôm qua, đã có ít nhất 235 người thiệt mạng và 100 người mất tích do mưa lũ và lở đất. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở Quý Châu trong những ngày tới. Trung Quốc cũng vừa ra thông báo khẩn cấp, yêu cầu các quan chức địa phương khởi động phản ứng cấp cao nhất khi thời tiết cực đoan xuất hiện, sau khi tỉnh Hà Nam ở miền Trung nước này hứng mưa lũ khiến ít nhất hơn 70 người chết. Theo hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, thông báo trên được Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Chính phủ Trung Quốc đưa ra. Họ yêu cầu các quan chức địa phương chuẩn bị tốt hơn để đối phó thời tiết cực đoan. Một khi các tình huống bất thường như thời tiết cực đoan xuất hiện, các quan chức phải kiên quyết khởi động ngay lập tức phản ứng khẩn cấp cao nhất, nên tạm ngừng các lớp học, dừng sản xuất và kinh doanh, tạm ngừng giao thông vận tải, đóng các đường hầm và những địa điểm dễ ngập lụt. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Chính phủ Trung Quốc yêu cầu, cơ quan trên nhấn mạnh, chúng ta phải bỏ đi bất kỳ suy nghĩ nào về chuyện sẽ có may mắn, hãy khắc phục tình trạng trì trệ và tránh bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Làm hết mức để bảo vệ mạng sống và của cải của người dân là điều quan trọng nhất. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Chính phủ Trung Quốc yêu cầu, các quan chức địa phương tăng cường công tác bảo vệ an toàn các cơ sở hạ tầng quan trọng trong thành phố và thiết lập cơ chế phản ứng nhanh. Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam vừa qua đã khiến ít nhất 70 người chết, gồm 21 người thiệt mạng khi bị kẹt trong tàu điện ngầm. Mưa lũ tại tỉnh này đã khiến giới lãnh đạo tại các tỉnh miền Đông Trung Quốc đề cao cảnh giác. Với việc các tỉnh thành miền Đông Trung Quốc hứng bão số 4, từ cuối tuần trước, một số quan chức đã ra các chỉ đạo đặc biệt, trao cho các nhà vận hành tàu điện ngầm quyền đưa ra quyết định ngay lập tức trong tình huống khẩn cấp, không cần đợi lệnh từ cấp trên. Thưa quý vị, mưa lũ ở Trùng Khánh, Trung Quốc khiến nhà cửa đổ sụp, nước cuốn trôi cả ô tô, cây trồng bị vùi lấp dưới bùn đất, thậm chí còn có thiệt hại về người. Liên tiếp những cơn mưa lớn đầu tháng này ở thành phố Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc đã gây lũ lụt, sạt lở, làm 8 người chết, 14 người mất tích và gây hư hại nhiều công trình. Theo cơ quan phòng chống lụt bão hạn hán ở thành phố Trùng Khánh cho biết, do mưa lớn gây ra lũ lụt nên có hơn 68.000 người bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có 8 người chết và 14 người mất tích, cùng 26.350 người được di rời khẩn cấp tới nơi tránh trú an toàn. Mưa bão cũng làm hư hại 2.151 hecta hoa màu, phá hủy các ngôi nhà và các công trình đường cao tốc ở Trùng Khánh. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 13,4 triệu đô la. Trang China Daily dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, nhiều tuần mưa lớn gây ngập lụt đã ảnh hưởng tới gần 18 triệu dân ở 26 tỉnh của Trung Quốc. Tính đến cuối tuần trước có 974.000 người đã được sơ tán. Hình ảnh được ghi lại vào sáng thứ Hai khi lực lượng cứu hộ làm sạch một cây cầu sau các cơn mưa bão gây lũ lụt ở quận Kiềm Giang, Trùng Khánh. Quan chức Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, Vương Trương Lập hôm Chủ nhật cho biết kể từ đầu mùa mưa lũ, 270 con sông trên khắp Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt trên mức cảnh báo, chủ yếu ở các khu vực Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và An Huy. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, một đoạn video đã ghi lại hình ảnh mưa lũ tràn trực tiếp qua cửa sổ trên tầng của một tòa nhà ở trấn Tam Giang, khu Kỳ Giang, Trùng Khánh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, cho thấy sức công phá mạnh mẽ của thiên tai tới cuộc sống người dân. Nước lũ đã tràn vào tầng 3 của một tòa nhà dân,
cư rồi tuôn ra khỏi cửa sổ ban công như thác nước sau trận mưa lớn ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Nguyên nhân được xác định do cống thoát nước bị tắc, khiến 8 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng. Hiện công tác khử trùng tòa nhà đã được thực hiện và sinh hoạt của người dân sẽ sớm được trở lại bình thường. Khu vực miền Nam Trung Quốc đang trải qua tình trạng lũ lụt được đánh giá nghiêm trọng nhất trong 2 thập kỷ trở lại đây. Tờ Tân Hoa Xã cho biết, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thông báo, tính đến 10 giờ ngày thứ hai, trận đại hồng thủy số 2 trên sông Trường Giang năm nay đã hình thành tại thượng nguồn của con sông này. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa của đập Tam Hiệp hôm qua cũng ghi nhận được ở mức 56.000 mét khối trên giây. Trong khi đó, mực nước ở trạm liên hoa đường trên sông Trường Giang lên sấp xỉ 35,6 mét. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc hôm Chủ nhật đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 nhằm kiểm soát tình hình lũ lụt do mưa lớn kéo dài. Hôm trước đó, đập Tam Hiệp đã phải xả lũ lần đầu tiên trong năm nay nhằm giảm áp lực và đảm bảo khả năng chống lũ của đập. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ở huyện Ha Gia, địa khu A Su của Tân Cương, Trung Quốc vào sáng qua. Cư dân mạng Trung Quốc cho biết cảm nhận được chấn động mạnh ở nhiều nơi tại khu tự trị này. Theo thông tin trên Weibo của Mạng Động Đất Quốc gia Trung Quốc, Mạng Động Đất Quốc gia Trung Quốc chính thức xác định, vào lúc 7 giờ 49 phút sáng ngày hôm qua, một trận động đất với cường độ 6,1 độ Richter đã xảy ra ở huyện Ha Gia, địa khu A Su, Tân Cương. Tâm của trận động đất nằm ở độ sâu 50 km, tâm chấn cách thành phố A Su 245 km và thành phố Urumqi 611 km. Mạng lưới Động Đất Quốc gia Trung Quốc cho biết, tâm chấn nằm ở khu vực không có người ở, nhưng các thành phố và quận huyện xung quanh cảm nhận được các chấn động mạnh, đồng thời nhắc nhở các cư dân mạng gần tâm chấn cần phải chú ý an toàn và cảnh giác với các dư chấn mạnh. Được biết, dân cư trong phạm vi 20 km tính từ tâm chấn rất thưa thớt và hiện chưa có báo cáo về thương vong hay nhà sập. Thông tin trên Weibo của Cục Cứu hỏa Quốc gia Trung Quốc cho biết, sau khi trận động đất xảy ra, các lực lượng chức năng với hơn 1.700 người và các phương tiện chuyên dụng đã có mặt tại tâm chấn, làm tốt công tác chuẩn bị cứu nạn, cứu hộ. Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia cho biết, một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter sáng sớm hôm nay đã làm rung chuyển tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc và có khả năng gây ra sóng thần. Cơ quan này cho biết trận động đất xảy ra lúc 0 giờ 47 phút sáng với tâm chấn cách quận Malu Tenggara Barat 150 km về phía Tây Bắc và có độ sâu 130 km dưới đáy biển. Hai ngày sau trận động đất mạnh 5,6 độ tại phía Tây Sơn Đông, cùng với việc khẩn trương thực hiện cứu hộ tại những ngôi làng bị ảnh hưởng, hỗ trợ cho hàng chục nghìn người đi sơ tán nằm trong ưu tiên của chính phủ Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện nay có 288 người thiệt mạng và hơn 165 người khác vẫn mất tích sau động đất. Tính đến chiều qua, hơn 65.000 người phải đi sơ tán sau trận động đất tại phía Tây tỉnh Sơn Đông. Bộ Điều phối Văn hóa và Phát triển Con người Trung Quốc cho biết, chính phủ đang cố gắng duy trì nơi sơ tán của người dân luôn sạch sẽ và đủ điều kiện vệ sinh. Ngoài ra, người sơ tán cũng cần phải được cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm, thuốc men và chăn màn, đặc biệt quan tâm việc đáp ứng nhu cầu và sức khỏe của trẻ em. Bộ Điều phối Văn hóa và Phát triển Con người Trung Quốc đang tiếp tục phối hợp với tất cả các bộ, ngành liên quan để đáp ứng nhu cầu của người tị nạn. Hai ngày sau trận động đất, các hoạt động sơ tán vẫn tiếp tục do nguy cơ sạt lở đất. Nhiều người dân vẫn bám trụ trong các lều bạt dựng ở ngoài sân hoặc trên cánh đồng để đề phòng dư chấn. Khi đi thị sát khu vực sạt lở và thăm người dân sơ tán, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố chính phủ sẽ hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình trong trận động đất, kêu gọi khẩn cấp tiếp cận các khu vực bị lở đất cô lập. Yêu cầu của tôi là ưu tiên cứu người và sơ tán người dân vẫn đang bị mắc kẹt tại khu vực bị ảnh hưởng. Chính phủ sẽ hỗ trợ cho những gia đình có nhà cửa bị thiệt hại trong trận động đất. Chính quyền khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do động đất cũng ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày tới. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc kêu gọi cư dân ở các quận lân cận rời khỏi nhà nếu thấy không an toàn và tiếp tục cảnh giác với các dư chấn tiếp theo. Thưa quý vị, mưa lớn tại miền Trung Trung Quốc trong những ngày qua đã gây ra 2 vụ lở đất chôn vùi 150 người dân. Mưa lớn xảy ra tại khu vực miền Trung Trung Quốc đã khiến 35 người thiệt mạng, trong khi hơn 196.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa. Các quan chức nước này cho biết, lượng mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã gây ra hiện tượng sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Trong ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 350 người bị mắc kẹt trong các vụ lở đất. Các nỗ lực cứu hộ tập trung vào một thị trấn nằm cách 100 km về phía đông bắc thủ phủ Thái Nguyên. Tại đây, các cơ quan chức năng ghi nhận có 3 ngôi làng đã chìm sâu trong dòng nước lũ. Trong một cuộc họp khẩn tại tỉnh Sơn Tây, các quan chức thuộc Tổ chức Chữ thập đỏ của Trung Quốc bày tỏ lo ngại rằng số người chết có thể cao hơn con số thống kê chính thức từ phía chính phủ. Cuộc họp cho thấy khoảng 300 đến 400 người có thể đã chết trong vụ lở đất tại Sơn Tây. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đưa ra con số 150 người đã được các lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi khu vực Sơn Tây, trong khi vẫn đang còn 150 người mắc kẹt trong dòng nước lũ. Trong khi đó tại Hà Bắc, một vụ lở đất cũng đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của 16 người dân. Mưa lũ gây chết người thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc,
đặc biệt là trong mùa mưa diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng trước cho tới tháng 9, diễn ra trong khoảng... Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Đụng độ dữ dội, hải quân của Trung Quốc đánh nhau to với cả Mỹ ở Biển Đông để dương oai, thị uy sức mạnh với các nước láng giềng. Thưa quý vị, truyền thông của Hồng Kông cho biết tình hình chiến sự ở ngoài Biển Đông đang hết sức căng thẳng. Khi rạng sáng ngày hôm nay, hải quân của Trung Quốc đã có một cuộc đụng độ nảy lửa với hải quân của Hoa Kỳ. Cuộc đối đầu trên được xảy ra ở khu vực quanh quần đảo Trường Sa ở ngoài Biển Đông. Nguyên nhân xác định ban đầu được cho là do hải quân của Trung Quốc phản đối việc Mỹ đã điều tàu chiến USS Marie xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Bắc Kinh cho rằng tàu chiến của Mỹ đã chở theo tên lửa cùng với máy bay tiến vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Gạc Ma và Vành Khăn, nơi phía Trung Quốc đã cho dùng vũ lực để cướp trắng từ những năm 1974. Các nhà quan sát cho rằng, ngay sau khi phát hiện tàu USS của Mỹ đi vào địa phận mà phía Trung Quốc tự tuyên bố là chủ quyền tại quần đảo Trường Sa, quan chức của chính quyền ông Tập Cận Bình đã ngay lập tức nổi giận, lệnh cho không quân, hải quân và quân đội của Bắc Kinh đồng loạt xuất kích. Rất nhiều máy bay J-15, tàu sân bay Liêu Ninh, Sơn Đông, tàu hải cảnh, tàu cảnh sát biển và 5.000 lính thủy tiến sát tàu sân bay USS của Mỹ để uy hiếp và hăm dọa. Hành động hung hăng của phía Trung Quốc đã khiến Mỹ nóng giận và hai bên đã xảy ra một cuộc đối đầu được cho là khá gay gắt. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng, đáp trả nhau một cách quyết liệt, thậm chí có lúc tiếng súng đã nổ. Theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, tàu chiến của Mỹ đã cho tháo chạy khỏi khu vực khi hải quân của Bắc Kinh quyết định cho phóng tên lửa vào tàu USS của Mỹ. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Bắc Kinh trích dẫn lời người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa cho biết, Bắc Kinh đã ít nhất 2 lần ra thông báo cảnh báo với hải quân của Hoa Kỳ, nhưng Mỹ vẫn phớt lờ buộc chúng tôi phải cho không quân, quân đội và hải quân xuất kích. Trong một tuyên bố, ông Ngụy Phượng Hòa nhấn mạnh, Mỹ đã vô cớ gây nên cuộc xung đột căng thẳng khi cho tàu chiến xâm phạm vào vùng biển của Trung Quốc, lại còn đâm chìm một tàu do thám trước đó của Bắc Kinh. Hành động của Mỹ nay đã phải trả một cái giá cực đắt. Quân đội của Trung Quốc quyết tâm không để cho Mỹ lấn áp, gây hấn và đe dọa đến an ninh quốc gia của Trung Quốc, nhất là các vùng lãnh hải, lãnh thổ trên Biển Đông, mà chúng tôi đã phân định rõ ràng bằng bản đồ con đường lưỡi bò. Nhân đây, tôi cũng thông báo và tuyên truyền để quốc tế biết rằng, trong năm 2021, bất kỳ ai, bất kỳ nước nào có những hành động thăm dò, khai thác dầu khí, đánh bắt thủy hải sản, đặc biệt là cho tàu thuyền xâm phạm vào vùng biển thuộc ranh giới bản đồ đường lưỡi bò trên Biển Đông của phía Trung Quốc mà không có sự thông báo từ trước hoặc không được phép của chính quyền Bắc Kinh thì đều bị bắt giữ hoặc sẽ bị đánh sập. Chúng tôi coi hành động đó là hành vi gây hấn, không tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như luật pháp của Trung Quốc. Và tất cả đều sẽ bị trừng trị và trả một cái giá cực đắt nếu không nghe theo Trung Quốc. Thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa là hoàn toàn không có căn cứ và cực kỳ vô lý, bởi vì Biển Đông là vùng biển chung của thế giới, chứ không phải riêng của Trung Quốc. Việc Trung Quốc tự vẽ ra bản đồ lưỡi bò và tự thừa nhận rồi bắt các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới phải nghe theo Trung Quốc là không thể nào chấp nhận được. Hiện tại, trên thế giới không có một nước nào công nhận vùng biển thuộc phạm vi đường lưỡi bò là lãnh hải của Trung Quốc. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ngộ nhận Biển Đông là của Bắc Kinh. Đến tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc năm 2016 cũng đã ra một thông báo chắc nịch rằng không công nhận bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh và khẳng định rằng những căn cứ lịch sử đã minh chứng cho Trung Quốc không có vùng biển này. Tòa trọng tài quốc tế quyết định rằng vùng biển đó là vùng biển chung của thế giới. Vì thế, việc các nước tự do đi lại là hợp pháp. Nếu Trung Quốc có những hành vi gây gổ, đụng độ là hoàn toàn sai trái và các nước cần lên án, cũng như có những biện pháp cứng rắn để đáp trả, cũng như trừng trị lại phía Bắc Kinh,
không để cho chính quyền của ông Tập Cận Bình hoành hành trên Biển Đông và khống chế Biển Đông thành ao nhà của Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, việc chính quyền Tổng thống Joe Biden của Mỹ trong thời gian vừa qua liên tục cho Hải quân điều các tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tiến vào Biển Đông, ở đây là tiến sát vào các hòn đảo nhân tạo mà chính quyền của Bắc Kinh đang cho xây dựng trái phép, là một hành động cần được biểu dương và rất tốt cho các nước trong khu vực. Cộng đồng trên thế giới đều tán thành biểu dương, cũng như ủng hộ hoan hô hải quân của Hoa Kỳ liên tục điều tàu chiến sát vào quần đảo Trường Sa. Ở đây là tiến sát vào đảo Gạc Ma, đảo Vành Khăn, nơi mà Bắc Kinh đã chiếm từ những năm 1974. Các nhà quan sát nhận định rằng, sự có mặt thường xuyên của quân đội Mỹ ở Biển Đông cũng là để răn đe phía Bắc Kinh, để cho Trung Quốc không dở thói côn đồ, hung hăng bắt nạt các nước trong khu vực, cũng như những năm trước đó mà Bắc Kinh vẫn thường làm. Theo tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden muốn trong năm 2022 sẽ ngăn chặn bằng được âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Bởi theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, lẽ ra Trung Quốc đã định đầu năm 2022 chiếm đóng một số đảo ở ngoài Biển Đông. Trong đó Bắc Kinh đã nhắm tới hòn đảo Natuna nổi tiếng của Indonesia. Nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang phải đương đầu với dịch bệnh Covid gây ra, làm đảo điên Trung Quốc những tuần vừa qua, nên việc đó đang được phía Bắc Kinh gác lại. Và chắc chắn trong thời gian tiếp theo, khi dịch bệnh được ngăn chặn, chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ lại điều tàu ra để xâm chiếm hòn đảo Natuna của Indonesia. Còn theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, Hoa Kỳ muốn bảo vệ đồng minh và các nước đối tác trong khu vực, như đã cam kết từ trước đó là trước sức ép gia tăng bành trướng của Trung Quốc, Mỹ sẽ đứng ra cùng các nước đồng minh và các đối tác chiến lược bắt tay nhau trừng trị Trung Quốc, trong đó có việc phải bắt tay dập tắt ngay từ phút ban đầu. Nếu không, Bắc Kinh sẽ được đằng chân lần đằng đầu thì lúc đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Theo tình báo của Mỹ cho biết, trong thời gian tới, nhất là sau khi dịch virus COVID được giải quyết, chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ còn tiếp tục gia tăng căng thẳng trên Biển Đông bằng việc điều rất nhiều tàu chiến cỡ lớn và tàu sân bay để thị uy sức mạnh, cũng như dương oai với cả các nước trong khu vực, đồng thời thách thức Mỹ. Vì thế, ngay từ bây giờ, chúng ta phải hết sức cảnh giác với cả Bắc Kinh. Theo hãng CNN cho biết, việc ngày càng có các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Malaysia, thậm chí xa hơn là Anh, Pháp, Đức, Nga liên tục có những động thái trấn áp Trung Quốc ở ngoài Biển Đông là một điều hết sức đáng mừng, bởi chỉ có như thế mới ngăn chặn được lòng tham vô đáy và những âm mưu thôn tính Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, có rất nhiều bạn đọc thắc mắc và đặt ra câu hỏi rằng tại sao chính quyền ông Tập Cận Bình lại luôn nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông thành ao nhà cho Bắc Kinh? Thì xin thưa với quý vị rằng, Biển Đông là một trong những vùng biển có một vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt là có một vị trí đắc địa về địa chính trị đối với cả Trung Quốc. Và Biển Đông còn là một trong những tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất trên thế giới, khi hàng năm có tới 5.000 tỷ đô la hàng hóa di chuyển qua vùng biển này. Và Biển Đông còn sở hữu nguồn tài nguyên phong phú về thủy hải sản cũng như về dầu khí. Vì thế, Trung Quốc luôn nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông trong những năm vừa qua. Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm đóng các vùng biển được cho là của các nước trong khu vực châu Á. Và trong thời gian tới, Trung Quốc còn có ý định chiếm thêm vài vùng biển nữa. Hiện tại, Trung Quốc đã xây 7 hòn đảo phi pháp ở ngoài Biển Đông và cho đặt các căn cứ quân sự hiện đại tối tân ở đó để dương oai với các nước trong khu vực, cũng như thị uy nhằm thể hiện sức mạnh để gây trấn áp cũng như là dọa nạt các nước trong khu vực, đồng thời thách thức Mỹ. Và chính quyền ông Joe Biden đã liên tục ra tay để trừng trị Bắc Kinh, và trong thời gian tới hy vọng Hoa Kỳ sẽ còn liên tục xuất hiện ở Biển Đông để răn đe Trung Quốc cũng như dập tắt mọi cái tham vọng của Bắc Kinh.
có một cái tin được cho là rất mới và rất đáng mừng khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa ra một thông báo trong thời gian sắp tới sẽ điều thêm rất nhiều tàu chiến, tàu sân bay USS và tàu tuần duyên, tàu tuần tra xuất hiện dày đặc trên Biển Đông để thực hiện việc tự do hàng hải cũng như là bảo vệ cho tuyến Biển Đông được thông quan một cách an toàn. Và nếu như phát hiện ra những sai phạm của chính quyền ông Tập Cận Bình ở Biển Đông thì Mỹ sẽ ra tay trừng trị nhanh, không để cho phía Trung Quốc hoành hành như những năm trước đây. Vì thế, chắc chắn trong thời gian tới Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng. Chấn động Trung Quốc, hôm nay bất ngờ quân đội của Bắc Kinh tạo phản đưa Tập Cận Bình ra khai tử. Thưa quý vị, theo một nguồn tin chính thống từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua cho biết, nội bộ của chính quyền Tập Cận Bình đang lục đục, quân đội đứng lên tạo phản. Nguồn tin cho hay, nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có những bất đồng vô cùng gay gắt. Quân đội của Trung Quốc đang có những phản kháng trước mệnh lệnh của phe chống đối Tập Cận Bình, đặc biệt trong vụ việc chính quyền ông Tập đưa hải quân và rất nhiều tàu chiến, máy bay, tàu khảo sát, giàn khoan tiến ra Biển Đông để uy hiếp và xâm phạm vùng độc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Điều đáng chú ý nhất là chính quyền ông Tập đã điều quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cho điều 1.000 xe tăng bọc thép và quân đội tràn vào Hồng Kông để trấn áp người dân vô tội ở đặc khu Hồng Kông nhằm dập tắt những cuộc biểu tình. Và những hành động trên đã bị chính phủ Mỹ kịch liệt phản đối và Tổng thống Joe Biden đã đặt bút ký dự luật tôn trọng chủ quyền của người Hồng Kông để chính thức phản đối chính sách của Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, người dân Trung Quốc và quân đội của Trung Quốc cho rằng chính sách và đường lối sai trái của Tập Cận Bình vừa qua đang ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh uy tín của Trung Quốc trên trường quốc tế, đặc biệt tốn rất nhiều tiền của, công sức của hơn tỷ người dân nước này. Thêm vào đó, chính sách lấy thịt đè người, ỉ mạnh hiếp yếu với các nước láng giềng trên Biển Đông cũng như muốn biến Hồng Kông thành Thiên An Môn thứ hai đang kích động Mỹ khiến cho chính quyền Tổng thống Joe Biden ra tay mạnh mẽ hơn để trừng trị phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, thời gian vừa qua Mỹ đã tung rất nhiều đòn hiểm để đánh Trung Quốc dập tắt những tham vọng làm bá chủ thế giới của chính quyền ông Tập. Tờ báo của Nhật Bản còn liệt kê một loạt những đòn hiểm được cho là chí mạng, làm cho chính phủ Trung Quốc không kịp trở tay. Và một trong những đòn hiểm của Mỹ đã thực hiện khiến Trung Quốc khiếp sợ cũng như lao đao, đó là Tổng thống Joe Biden đã rất mạnh tay, tung đòn khi hai năm vừa qua, chính phủ của Mỹ liên tục áp thuế quan lên hàng hóa của Trung Quốc, khiến cho hàng ngàn nhà máy của Trung Quốc phải đóng cửa, hàng triệu người dân của Bắc Kinh mất việc làm. Nền kinh tế của Trung Quốc lao đao và tuột dốc không phanh. Chính phủ Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị một cuộc khủng hoảng lớn ập vào đầu. Các báo cáo thống kê mới nhất gần đây cho biết Trung Quốc đang rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong lịch sử. Đứng trước tình cảnh như vậy, nội bộ của Trung Quốc đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Quân đội cũng như các phe phái chống lại chính quyền Trung Quốc đã ngồi lại với nhau để lập kế hoạch lật đổ chiếc ngai vàng của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình để đưa Bắc Kinh về đúng quỹ đạo của nó. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình cũng cảm nhận được điều này và cảm thấy sự bất an nên đã đưa ra rất nhiều cuộc họp kín bí mật nhằm trấn an người dân Trung Quốc. Có rất nhiều nguồn tin từ nội bộ Trung Quốc cho biết, trong thời gian gần đây, nội bộ của Trung Quốc đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Được biết, các cuộc đấu đá nội bộ vô cùng khủng khiếp dẫn đến nhiều quan chức, tướng lĩnh, quân nhân của Trung Quốc đã phải di tản sang nước ngoài để tránh làm tay sai cho những cuộc đấu đá này. Thưa quý vị, theo một nguồn tin mới nhất được đăng tải trên một tờ báo của Hồng Kông cho biết, quân đội và người dân Trung Hoa đang lên kế hoạch lật đổ và khai tử chính quyền của ông Tập Cận Bình bởi vì những quyết sách của chính phủ Trung Quốc thời gian vừa qua đã làm cho cuộc sống của người dân Trung Hoa ngày càng trở nên khó khăn hơn. Tờ báo của Hồng Kông trích dẫn lời một quân nhân cũng như một người dân của Bắc Kinh cho biết, những người bán tạp hóa, thịt lợn hay công nhân nhà máy tại Trung Quốc đều cảm thấy sức ép kinh tế dần tăng lên. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài gần 2 năm vừa qua chưa có hồi kết. Biểu tình ở Hồng Kông liên tiếp xảy ra trong vòng 8 tháng vừa qua chưa có hồi suy giảm. Giá thực phẩm thì tăng cao, tình hình Biển Đông thì biến động và tăng trưởng kinh tế thì chậm nhất trong vòng gần 100 năm qua. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đang đối mặt với rất nhiều thách thức, cả bên trong lẫn bên ngoài. Và trong một cuộc khảo sát gần đây của hãng tin China Morning Post cho biết, rất nhiều người dân Trung Quốc phản đối chế độ của Tập Cận Bình. Mối lo về chi tiêu phát sinh là rất lớn, rất nhiều người dân nói về việc sống ngày càng khó khăn, đặc biệt là giá thịt lợn tăng cao. Thịt lợn là món ăn chủ chốt của người dân Trung Quốc,
giá mặt hàng này đã tăng chóng mặt từ tháng 1 tới tháng 7. Ví như trong tháng 1 tăng gần 50%, thì đến tháng 7 tăng lên 80%, khiến nhiều sản phẩm khác cũng trở nên đắt đỏ theo. Người dân ở Bắc Kinh kêu than, các cuộc biểu tình tại Hồng Kông cũng khiến nhiều người của Trung Quốc ngần ngại sang thành phố này thông qua thành phố Thâm Quyến. Nhân viên hải quan cũng giám sát khách du lịch chặt chẽ hơn. Và theo phản ánh của một chủ cửa hàng phụ kiện điện thoại nhỏ gần cổng nhập cảnh từ Quảng Đông lên Thâm Quyến, cách đây 10 năm, ông cho biết chẳng có một ai đến đây cả. Việc kinh doanh của chúng tôi thật sự rất là thậm tệ và cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Thưa quý vị, Trung Quốc đang đối mặt với những khó khăn chồng chất từ bên trong lẫn bên ngoài. Ông Tập đang phải chịu đựng thời gian khó khăn nhất kể từ khi lãnh đạo đất nước. Khắp vành đai công nghiệp phía Nam của Trung Quốc, tầng lớp lao động đang phải chịu đựng nhiều áp lực từ những chủ cửa hàng nhỏ ở Thâm Quyến và tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Nam Ninh cho đến công nhân nhà máy ở Đông Quan và chính ông Tập Cận Bình cũng vậy. Cuộc chiến thương mại dai dẳng với Mỹ, những cuộc đụng độ nảy lửa giữa tàu của Trung Quốc và tàu của các nước ngoài ở ngoài Biển Đông, cuộc biểu tình đẫm máu ở Hồng Kông, giá thực phẩm tăng đột biến và tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua là một trong những vấn đề đau đầu của người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Và nếu như những vấn đề trên không được giải quyết một cách dứt điểm vào thời gian sắp tới, thì quân và dân Trung Quốc sẽ mất niềm tin vào người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, và chiếc ngai vàng, chiếc ghế của ông sẽ bị lung lay và chắc chắn trong thời gian tới ông sẽ bị lật đổ. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng thịt lợn ở Trung Quốc diễn ra trên khắp đất nước Trung Quốc vẫn đang rất căng thẳng. Theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, trong các cuộc phỏng vấn gần đây với hơn 1.000 người tại 3 thành phố lớn của Trung Quốc, thì mọi người đều chia sẻ rằng có một nỗi lo lớn về chi phí sinh hoạt thường ngày của người dân Trung Quốc và họ đổ lỗi rằng đó chính là do người đứng đầu Trung Quốc điều hành một nền kinh tế chậm phát triển dẫn đến lạm phát cao trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, bất ổn không chỉ ở trong nước mà còn đến từ bên ngoài. Tại một vùng biên giới gần Hồng Kông, chính quyền Bắc Kinh đã cho những bước đi bảo vệ đại lục khỏi các cuộc biểu tình và kiểm soát luồng thông tin để tránh tình trạng bất ổn tương tự có thể xảy ra với cả Trung Quốc. Thưa quý vị, có một cái tin rất là mới được cập nhật vào ngày hôm qua khi tờ báo New York Times của Mỹ công bố một kết quả cho thấy quy mô vỡ nợ của Trung Quốc sắp lên tới kỷ lục. Vụ vỡ nợ đã diễn ra và nâng tổng quy mô vỡ nợ năm nay lên 120,4 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 17 tỷ đô la Mỹ. Người dân của Trung Quốc đang mất lòng tin vào người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, bởi vì tỷ lệ thất nghiệp cũng như các doanh nghiệp phá sản cùng với con số vỡ nợ ngày càng tăng cao. Mặc dù con số này đã gần bằng kỷ lục năm ngoái là 121 tỷ nhân dân tệ, dù số vỡ nợ chỉ chiếm phần nhỏ trong thị trường trái phiếu của doanh nghiệp nội địa, tổng là 4.400 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc, nó cũng làm dấy lên lo ngại về tác động lan tràn khi các nhà đầu tư khó đánh giá các công ty nào sẽ được Bắc Kinh hỗ trợ. Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đang phải đi trên dây. Họ muốn thu hồi các khoản bảo lãnh ngầm từ lâu đã bị bóp méo bởi thị trường nợ xấu này. Năm nay, sự lo lắng về gối nợ tại Trung Quốc đã lan ra hàng loạt các khu công nghiệp từ bất động sản, thép đến phần mềm hay là năng lượng mới. Số doanh nghiệp phải chật vật trả nợ cũng mở rộng từ công ty tư nhân, công ty nhà nước đến mảng kinh doanh của các trường đại học. Thưa quý vị, trong một báo cáo ngày hôm qua, một tờ báo của Mỹ cho biết tỷ lệ vỡ nợ trái phiếu của các công ty tư nhân ở Trung Quốc đã lên tới mức kỷ lục 4.5% trong vòng 7 tháng đầu năm. Con số này có thể còn cao hơn nữa do nhiều công ty thỏa thuận riêng với cả chính phủ thay vì qua các trung tâm thanh toán bù trừ. Những con số trên báo hiệu một nền kinh tế xấu đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình và người dân, cũng như các tập đoàn công ty của nước ngoài đang mất dần uy tín với cả chính phủ Trung Quốc. Họ đang lũ lượt rời bỏ Trung Quốc để tìm những vùng đất mới và chẳng mấy chốc mà chiếc ghế của ông Tập Cận Bình bị lung lay sẽ bị biến mất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, năm 2022 là một năm cực kỳ đen đủi với cả Trung Quốc. Có nhiều ý kiến cho rằng đó chính là nhân quả báo ứng lên đầu ông Tập Cận Bình bởi vì ông đã gây ra rất nhiều những chính sách sai lầm từ đầu năm tới bây giờ. Khi ông liên tục gây ra những phiền toái trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như là mối quan hệ với các nước trên thế giới. Điển hình là những cuộc đụng độ nảy lửa trên Biển Đông giữa Hải quân Trung Quốc với Hải quân các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các nước trong khu vực Đông Nam Á.
và cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ Trung kéo dài gần 2 năm vừa qua chưa có hồi kết, kèm theo đó là các cuộc biểu tình mang tính chất bạo động kéo dài 7 tháng vừa qua ở Hồng Kông mà chưa có hồi kết và tình hình căng thẳng giữa Đài Loan cũng như với cả Trung Quốc chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Tất cả những vấn đề trên làm cho uy tín của ông Tập Cận Bình giảm sút một cách trầm trọng trong thời gian vừa qua. Và trong tương lai, nếu như ông không có những chính sách quan hệ ngoại giao với nước ngoài cũng như thay đổi các chiến thuật về kinh tế trong nước, thì rất có thể chiếc ghế của ông sẽ bị biến mất trong thời gian không xa. Tin cực kỳ khẩn cấp, hôm qua ông Tập Cận Bình báo động toàn quốc khi tàu sân bay của Mỹ đối đầu trực diện với tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc ở Biển Đông, đầy căng thẳng giữa Hải quân Washington và Hải quân Bắc Kinh lên mức độ cảnh báo cao nhất. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ cơ quan phòng vệ bờ biển Đài Loan cho biết, trước sự đe dọa không ngừng nghỉ của phía Trung Quốc ở Biển Đông, trong suốt những ngày vừa qua, Hải quân của Mỹ đã tiếp tục điều gấp thêm một tàu sân bay siêu to và hiện đại bậc nhất trên thế giới để tiến vào Biển Đông, áp sát eo biển Đài Bắc, đối đầu trực tiếp với phía Trung Quốc để trừng trị và ngăn chặn sự bành trướng của phía chính quyền ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, con tàu trên của Mỹ đã ngay lập tức nhận phải sự phản kháng rất mạnh từ hải quân của phía Trung Quốc. Chính phủ của Bắc Kinh đã ngay sau đó điều tiếp con tàu sân bay có tên là Sơn Đông ra để đánh chậm, gây sức ép, gây căng thẳng, khiến cuộc đối đầu hôm qua vô cùng gay cấn. Theo cơ quan phòng vệ bờ biển của Đài Loan cho hay, đây không phải là lần đầu tiên tàu sân bay của Mỹ đối đầu trực diện với con tàu sân bay Liêu Ninh của phía Trung Quốc, mà vụ ngày hôm qua đã là lần thứ ba chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Điều đó cho thấy rằng chính quyền ông Tập Cận Bình đang dồn toàn lực để uy hiếp Biển Đông, bất chấp thế giới. Bộ Quốc phòng của Đài Loan còn cho biết thêm, suốt một tuần vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã cho Hải quân của Bắc Kinh đem rất nhiều máy bay trinh sát, máy bay ném bom, tàu chiến các loại, mang theo tên lửa cùng rất nhiều tàu thuyền khác và 16.000 lính thủy áp sát eo biển của Đài Loan, hòng thực hiện cuộc tập kích với mục đích là để đe dọa và xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Đài Loan. Trước những hành động nguy hiểm và ngang ngược nói trên, phía chính quyền nữ tổng thống của Đài Bắc, bà Thái Anh Văn, cũng đã lên tiếng đáp trả mạnh mẽ phía Trung Quốc một cách dữ dội nhất. Chính quyền Đài Bắc, bà Thái Anh Văn nói rằng, bất kỳ một hành động nào của phía Trung Quốc như gây hại, gây hấn mất an ninh an toàn cho vùng biển, vùng lãnh hải của Đài Bắc, thì Hải quân không quân, quân đội của nước này sẽ cho phóng tên lửa để trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh. Thưa quý vị, ngay từ đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi rằng tại sao nữ tổng thống của Đài Bắc bà Thái Anh Văn lại máu chiến đến như vậy? Và tại sao Đài Loan lại không sợ Trung Quốc, không sợ chính quyền của ông Tập Cận Bình? Thì xin thưa với quý vị rằng, tuy là nữ tổng thống, nhưng bà Thái Anh Văn rất cứng rắn và kiên quyết với cả phía Trung Quốc. Ngay từ khi lên làm Tổng thống của Đài Loan năm 2016, bà mới tái đắc cử nhiệm kỳ 2 vào tháng 1 năm 2020. Trong quá trình đó, bà đã chịu biết bao nhiêu lần phía Trung Quốc ra sức phá hoại. Bởi chính quyền của ông Tập Cận Bình muốn chiếm đóng eo biển Đài Loan, muốn thôn tính Đài Bắc, sáp nhập với cả Trung Quốc đại lục để Bắc Kinh dễ bề kiểm soát, khống chế Biển Đông. Tham vọng của chính quyền ông Tập Cận Bình là trở thành số 1 trên thế giới, vượt qua cả Mỹ để dễ bề cai trị thế giới. Tuy nhiên, tất cả những xâm chiếm nói trên, chính quyền của ông Tập đều bị thất bại thảm hại trước một đất nước nhỏ bé Đài Loan. Chính quyền của ông Tập quá đau khi để thua một nữ tổng thống số 1 trên thế giới, có cái đầu cực lạnh. Đó là nguyên nhân vì sao mà trong suốt thời gian dài vừa qua, phía Trung Quốc luôn ủ âm mưu xâm chiếm Đài Bắc, lật đổ chính quyền bà Thái Anh Văn. Nhưng hiện tại, phía Bắc Kinh vẫn không thể nào làm được và tất cả những lần trên đều bị thất bại. Thưa quý vị, theo nhận định của các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, chính phủ của Trung Quốc càng dễ bị tiêu diệt hơn khi mà Mỹ liên tục giúp sức và bảo vệ Đài Loan trước sự ngông cuồng của phía Bắc Kinh. Bằng chứng là chính phủ của Tổng thống Joe Biden đã cấp cho Đài Bắc rất nhiều vũ khí, khí tài hiện đại bậc nhất trên thế giới, như máy bay ném bom B-52, máy bay tàng hình F-35 cùng một dàn tàu chiến, tàu hộ vệ, tàu tuần duyên, tàu tuần tra và rất nhiều tên lửa xuyên lục địa cỡ lớn để giúp Đài Bắc, giúp nữ tổng thống bà Thái Anh Văn đánh tan và dập tắt Trung Quốc. Thưa quý vị, trong một lần đụng độ nảy lửa vào tháng 8 năm ngoái,
năm 2020 khi mà phía Trung Quốc đem rất nhiều máy bay uy hiếp không phận của Đài Bắc. Chính quyền nữ tổng thống bà Thái Anh Văn đã rất cứng rắn, tuyên bố sẵn sàng cho quân đội chĩa 16 quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân và có sức công phá lớn mua từ Mỹ để bắn phá con đập Tam Hiệp nhằm xóa sổ Bắc Kinh. Rất may cho Trung Quốc là điều đó đã không xảy ra, vì khi đó chính quyền của ông Tập đã kịp cho quân đội rút quân tháo chạy khẩn cấp. Và lần này cũng như vậy, trước những sức ép nguy hiểm từ hải quân của phía Bắc Kinh trên eo biển Đài Loan, hải quân của Hoa Kỳ đã lần thứ 3 chỉ trong vòng chưa đầy một tháng điều gấp những tàu sân bay cỡ lớn. Tàu chiến, tàu khu trục mang theo rất nhiều máy bay ném bom và tên lửa áp sát tàu sân bay Liêu Ninh, Sơn Đông, hòng đối đầu trực diện và là để đánh bầm dập phía Trung Quốc và trừ khử Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc chỉ được cái to còi và xài hàng lởm là giỏi. Bằng chứng là phía Bắc Kinh luôn tỏ ra sức mạnh trước các nước, thể hiện quân sự để uy hiếp các nước trong khu vực. Và nếu như các nước không có phản ứng hoặc sẽ tỏ ra sợ sệt thì chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ được đằng chân lên đằng đầu và sau đó chiếm đóng, ức hiếp, đe dọa bắt nạt. Nhưng nếu các nước có phản ứng mạnh, có những động thái kiên quyết, dứt khoát, đặc biệt là sẵn sàng san phẳng Trung Quốc, thì chính quyền của ông Tập Cận Bình lại cho rút quân tháo chạy. Đó là lý do vì sao mà các nhà quan sát cho rằng các nước cần phải có những biện pháp cứng rắn, đồng lòng, dứt khoát và kiên quyết đánh bại Trung Quốc trên mọi mặt trận, thì Bắc Kinh mới sợ sệt. Và chỉ có như vậy, thế giới mới được bình yên, Biển Đông mới không còn dậy sóng. Thưa quý vị, trước những hành vi ngỗ ngược ngông cuồng, coi trời bằng vung, coi thường luật pháp quốc tế của chính quyền ông Tập, Bắc Kinh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trong khu vực và các vùng biển trong thời gian vừa qua. Tờ báo của Mỹ cho rằng đã có rất nhiều nước đã lên án, phản đối kịch liệt những âm mưu thủ đoạn đê hèn và vô nhân đạo của Trung Quốc trên lĩnh vực biển đảo ở Biển Đông. Tội ác của chính quyền ông Tập là không thể nào dung tha. Tất cả các nước trong khu vực châu Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới đã rất hoan nghênh, ủng hộ và tán dương cái động thái trừng trị Trung Quốc của các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và cả Nga cùng một số nước trong khu vực Đông Nam Á, và hy vọng rằng sự kết hợp của các nước sẽ làm cho Trung Quốc thất bại thảm hại và các nước sẽ đánh tan, dập tắt được những cái âm mưu thủ đoạn nham hiểm của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo của Mỹ có tên là New York Times cho biết, vào ngày hôm qua, đích thân Ngoại trưởng Mỹ ông Blinken đã lên tiếng chỉ trích gay gắt phía Trung Quốc khi cho rằng Bắc Kinh lợi dụng tập trung khống chế dịch bệnh các nước trên thế giới để thực hiện các hành vi khiêu khích bắt nạt bành trướng ngỗ ngược ở Biển Đông cũng như là vùng biển Hoa Đông, mà hành động nghiêm trọng là đánh sập tàu cá của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hành vi của Trung Quốc cần phải được trừng trị ngay tức khắc và dập tắt ngay, nếu không Trung Quốc sẽ được đằng chân lên đằng đầu và lúc đó thì rất nguy hiểm. Ngoại trưởng Mỹ ông Blinken còn nói rằng Trung Quốc nên tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng các nước láng giềng xung quanh mình. Nếu không, uy tín của Trung Quốc sẽ bị mai một trên trường quốc tế và lúc đó Trung Quốc sẽ bị cô lập. Bởi vì thế giới luôn tôn trọng pháp luật luôn bảo vệ lẽ phải, còn những cái sai trái và những cái hành động ngang ngược ngông cuồng coi trời bằng vung đều bị loại bỏ. Bởi vì bây giờ là thế giới của 4.0, các nước cập nhật thông tin rất nhanh. Trong bối cảnh toàn cầu đang căng mình để chống chọi lại với cả dịch bệnh, thì các nước, Bộ trưởng Quốc phòng của các nước, Bộ Ngoại giao các nước đã kêu gọi nhau họp trực tuyến để tẩy chay Trung Quốc. Mới ngày hôm qua thôi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia đã kêu gọi các nước lên kế hoạch trừng trị Trung Quốc ở ngoài Biển Đông và vùng biển Hoa Đông, bởi vì Bắc Kinh trong thời gian vừa qua đang chứng tỏ rằng họ đã là một nhân tố gây nguy hiểm cho khu vực. Và trước những động thái gây nguy hiểm kể trên của chính quyền ông Tập, một nước lớn trên thế giới đứng đầu là Mỹ đã kêu gọi Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, trong đó có 10 nước trong khu vực ASEAN, trong một vài ngày tới sẽ lên kế hoạch tập trận chung ở ngoài Biển Đông. Trên thực tế thì Mỹ đang có cuộc tập trận chung với Australia, Philippines và cả Nhật Bản. Các nước sẽ cùng đồng thuận trừ khử Trung Quốc, trừng trị Bắc Kinh để trả lại sự êm đềm cho Biển Đông như vốn nó đã từng có. Vì thế mà các nhà quan sát cho rằng Biển Đông sẽ tiếp tục còn dậy sóng trong thời gian tới.
Thưa quý vị, theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, Trung Quốc đã chiếm được 3/4 diện tích của Biển Đông. Theo báo cáo mới nhất, được một tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post đưa tin, Bắc Kinh đã sở hữu gần 90% diện tích của Biển Đông và Trung Quốc vui mừng khi tự hào vì điều này. Theo các nhà quan sát cho biết, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục thâu tóm các thực thể ở Biển Đông, nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông vào tay Bắc Kinh. Khi làm được điều đó, Trung Quốc mới có thể tự tin để nuôi tiếp tham vọng làm bá chủ của thế giới vào năm 2050. Theo đúng ý nguyện của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước, Bí thư ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, Trung Quốc sẽ tiếp tục thâu tóm các thực thể ở Biển Đông và họ sẽ sử dụng các căn cứ này để phô trương sức mạnh và thực hiện hành vi đe dọa. Liệu Trung Quốc có thực sự bảo vệ các thực thể cũng như có kế hoạch gì sắp tới? Trung Quốc đã thiết lập nhiều cơ sở quân sự ở Biển Đông, chủ yếu ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại Trường Sa, Trung Quốc đã xây dựng các sân bay tại bãi đá Subi, bãi đá Vành Khăn và bãi đá Chữ Thập, cùng với hạ tầng tên lửa, radar và máy bay trực thăng ở một số thực thể nhỏ hơn. Tại Hoàng Sa, Trung Quốc đã thiết lập một cơ sở quân sự quan trọng ở đảo Phú Lâm, cũng như các cơ sở radar và máy bay trực thăng ở một số khu vực khác. Tất cả các khu vực nói trên, Trung Quốc đều không có quyền chủ quyền, quyền tài phán với các vùng đó. Các vùng đó Trung Quốc có được là do lấn chiếm và chiếm đoạt được từ vùng lãnh hải, vùng lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc Trung Quốc tiếp tục xây dựng các cơ sở hạ tầng trên khắp vùng Biển Đông cho thấy Trung Quốc có thể mở rộng sự hiện diện quân sự trong tương lai. Các căn cứ lớn hơn như bãi đá Subi, bãi đá Vành Khăn, bãi đá Chữ Thập và đảo Phú Lâm có các cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc quản lý máy bay quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu và tàu tuần tra lớn, những tên lửa radar cũng như máy bay mở rộng tầm bắn của quân đội Trung Quốc rải khắp trên Biển Đông trong thời gian vừa qua. Một số đảo là cơ sở cho hệ thống tên lửa có tên là SAM của Trung Quốc và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tên là GLCM của Bắc Kinh. Những tên lửa này nhằm biến Biển Đông trở thành một khu vực chết người đối với tàu chiến và máy bay của Mỹ khi không có khả năng tàng hình hoặc không có hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Tuy nhiên, làm sao để cho các hệ thống tên lửa trên có thể sống sót trong một cuộc xung đột? Tên lửa trên đất liền sống sót sau một cuộc tấn công trên không vì chúng có thể ẩn nấp giữa những ngọn đồi, khu rừng, tầng lớp bao phủ tự nhiên khác. Trong khi đó, các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc không có lớp bao phủ tự nhiên và ngay cả các cơ sở phòng thủ nhân tạo cũng không thể sống sót sau một cuộc tấn công phối hợp. Về không lực của Trung Quốc, 4 cơ sở quân sự lớn ở Biển Đông có khả năng phục vụ hoạt động cho máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra và máy bay cảnh báo. Khả năng sử dụng các sân bay này giúp mở rộng hiệu quả phạm vi áp dụng chiến tranh với cả Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, cho phép Trung Quốc chuyển dữ liệu mục tiêu đến các bệ phóng của tên lửa ở trên biển và các máy bay chiến đấu sẽ khiến các vùng trời ở Biển Đông nguy hiểm hơn, cũng như đe dọa các tàu chiến của Mỹ ở khoảng cách xa với tên lửa hành trình của Trung Quốc. Tuy nhiên, khi xảy ra xung đột, độ bền của sân bay phụ thuộc vào sự có sẵn của vật liệu và thiết bị để tái thiết sau một cuộc tấn công. Không rõ các đảo của Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông có hệ thống trú ẩn máy bay hay không, để đủ mạnh tiếp tục hoạt động sau các cuộc tấn công bằng tên lửa cũng như bom của Mỹ. Ngoài ra, tín hiệu của hệ thống tên lửa có tên là SAM và GLCM cũng như máy bay chiến đấu của Trung Quốc phụ thuộc chính vào dữ liệu của radar, khi mà radar có vai trò quan trọng mà các đảo trên Biển Đông của Trung Quốc cung cấp cho quân đội của nước này. Việc lắp đặt hệ thống radar giúp cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về không gian chiến đấu cho Trung Quốc ở các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Năng lực quân sự của các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông phụ thuộc vào sợi dây liên lạc với cả đại lục. Hầu hết các hòn đảo không có kho dự trữ hậu cần rộng lớn, cũng như khả năng bảo đảm an toàn. Khi xảy ra xung đột, các đảo này phải luôn được cung cấp đầy đủ nhiên liệu, thiết bị và đạn dược. Đây là một gánh nặng đối với năng lực vận tải của Trung Quốc. Sự tốn kém trong việc tiếp tế cho các hòn đảo này xảy ra chiến tranh khiến các đảo ở Biển Đông trở thành một sự lãng phí, vì các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông không di động và không đủ lớn để che giấu trang thiết bị quân sự, nên Mỹ có thể lập bản đồ chi tiết về các cơ sở quân sự trên mỗi hòn đảo ở Biển Đông và có thể theo dõi các lô hàng thiết bị quân sự trở đến các đảo này. Tàu chiến, tàu ngầm và máy bay của Mỹ sẽ dễ dàng tấn công các đảo của Trung Quốc vì tên lửa không yêu cầu dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực. Các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông có một số liên quan về mặt quân sự, song quan trọng hơn các đảo này là công cụ để Trung Quốc khẳng định yêu sách chính trị đối với hàng hải, tài nguyên ở Biển Đông.
Về mặt quân sự, các đảo này là lớp vỏ cho hệ thống A2 và AD của Trung Quốc có thể phá vỡ sự tự do hành động của Mỹ. Tuy nhiên, vẫn khó có thể cản bước hải quân và không quân của Mỹ bởi vì trên thế giới, Mỹ vẫn đứng số 1 về quân sự. Thưa quý vị, trong thời gian qua, Mỹ liên tục điều các tàu khu trục, tàu sân bay tiến vào Biển Đông và áp sát các đảo nhân tạo của Trung Quốc đang xây dựng trái phép và phi pháp ở ngoài Biển Đông. Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ vừa vào sát các đảo nhân tạo cơ nới ở Biển Đông. Việc cho tàu tuần duyên cũng như tàu khu trục và tàu sân bay thực hiện quyền tự do đi lại trên vùng biển có tranh chấp giữa Trung Quốc với một số nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á diễn ra vào thời điểm hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới đang gay gắt trong quan hệ kinh tế và thương mại. Hoạt động mới nhất của tàu khu trục này nhiều khả năng sẽ biến Bắc Kinh thêm tức giận, căng thẳng lên đỉnh điểm vào hôm tuần trước, khi cả Bắc Kinh lẫn Washington đều tuyên bố trả đũa lẫn nhau về việc tăng thuế, đánh vào lượng hàng hóa nhập khẩu từ nước kia. Trung Quốc coi tranh chấp trên Biển Đông cũng như giải quyết những khúc mắc với Mỹ trên Biển Đông là một trận thứ hai sau chiến tranh thương mại với cả Mỹ. Với việc để tàu khu trục Wenli cũng như các tàu sân bay cỡ lớn của Trung Quốc thực thi quyền tự do đi lại trên Biển Đông, người phát ngôn hạm đội 7 của Hải quân Mỹ nói là nhằm thách thức các yêu sách quá quắt của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông và bảo toàn quyền tiếp vận và tuyến đường biển theo quy định của luật pháp quốc tế. Trung Quốc và Hoa Kỳ liên tục đấu khẩu về những điều mà Washington nói về việc Bắc Kinh quân sự hóa ở Biển Đông qua việc xây cất các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo và các bãi đá ở đây. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích của Biển Đông, nơi các nước khác trong khu vực gồm Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Thưa quý vị, như vậy là Trung Quốc đã chiếm 90% diện tích vào tay của Bắc Kinh và trong thời gian tới Trung Quốc vẫn nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông và muốn chiếm thêm một vài diện tích ở Biển Đông nữa vào tay của Trung Quốc. Hòng thực hiện được tham vọng độc chiếm Biển Đông và đó cũng là ý nguyện của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước, Bí thư ông Tập Cận Bình. Và ông Tập Cận Bình muốn đưa đất nước của Trung Quốc vào tầm cỡ của thế giới, tức là đứng top 1 của thế giới vào năm 2050. Để làm được điều này, Trung Quốc phải chiếm trọn Biển Đông bởi vì Biển Đông rất quan trọng với cả Trung Quốc. Vì thế, trong thời gian vừa qua, tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước lớn trên toàn thế giới đã phản ánh kịch liệt những cái hành động ngang ngược, phi lý và trái với luật pháp của quốc tế. Nhưng phía Trung Quốc vẫn để ngoài tai và không tôn trọng những cái phán quyết của tòa trọng tài cũng như những nhận xét bình phẩm phản ánh của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc vẫn nuôi tham vọng chiếm trọn Biển Đông vào tay mình. Không biết trong thời gian tới, Mỹ và các đồng minh cũng như các đối tác của Mỹ và các nước lớn trên thế giới có can thiệp được vào vấn đề Biển Đông hay không và đuổi được phía Trung Quốc ra khỏi Biển Đông hay không thì thời gian sẽ có câu trả lời. Đâm trực diện tàu USS Mỹ lên tàu Hải Dương 10 của Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, nhận thấy sự hung hăng, nguy hiểm của nhóm tàu Trung Quốc gồm tàu khảo sát Hải Dương 10, tàu hải cảnh, tàu tân binh, tàu dân phòng, tàu cảnh sát biển và tàu đánh cá ngụy trang đang có những hành động nguy hiểm cho tuyến hàng hải ở Biển Đông. Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng, Hải quân của Mỹ đã điều nhóm tàu tác chiến, tàu tuần duyên, tàu khu trục, tàu sân bay USS và lính thủy đánh bộ, máy bay chiến đấu cùng tên lửa tiến vào khu vực Biển Đông để ngăn chặn những hành động gây nguy hiểm, cũng như răn đe các nhóm tàu nói trên của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Đồng thời, Bộ Quốc phòng, Hải quân thuộc hạm đội 7 của Hoa Kỳ cũng muốn gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Bắc Kinh nên cho dừng ngay những hành động phi pháp và ngang tàng trên Biển Đông ngay lập tức. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không những không cho dừng lại những hành động trên, mà phía Bắc Kinh đã chỉ huy những đội tàu nói trên chống trả quyết liệt các tàu của Mỹ. Các tàu nói trên của phía Trung Quốc còn chặn cắt mặt tàu khu trục của Hoa Kỳ và tạo ra một cuộc đụng độ nảy lửa giữa nhóm tàu của Hoa Kỳ và nhóm tàu của Trung Quốc. Đã có lúc, nhóm tàu của Mỹ gần như đã đâm chính diện con tàu khảo sát Hải Dương 10 của phía Trung Quốc. Và theo trang thông tin hàng hải quốc tế cho biết, tàu chiến Trung Quốc hành động quyết liệt, bất ngờ, dường như để phát tín hiệu mạnh tới Mỹ sau một loạt căng thẳng song phương ở trên Biển Đông. Được biết, tàu khu trục của Hải quân Mỹ vừa qua đã tiến vào vùng Biển Đông và trong phạm vi 12 hải lý quanh quần đảo nhân tạo của phía Trung Quốc, được bồi đắp phi pháp trên bãi đá Gia Bên thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Mỹ thường xuyên được thực hiện trong vòng nhiều năm qua theo quy định của luật pháp quốc tế, đồng thời nhằm phản đối các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở trên Biển Đông. Tuy nhiên, trong chuyến tuần tra này, tàu chiến của Mỹ đã gặp phải phản ứng bất ngờ từ phía Trung Quốc khi Bắc Kinh liên tục cho nhóm tàu nói trên áp sát các tàu chiến của Mỹ và đã có những lúc hai tàu của hai bên đã áp sát vào nhau, gây ra sự va chạm nhẹ và suýt chút nữa thì tàu khu trục của Mỹ đã đâm chính diện tàu Hải Dương 10 của phía Trung Quốc.
Nếu lúc đó tàu Hải Dương 10 của phía Trung Quốc không phi nhanh cất mặt thì chắc chắn rằng đã bị tàu khu trục của Mỹ đâm chìm nghỉm ở ngoài Biển Đông rồi. Cuộc bám sát và rượt đuổi giữa nhóm tàu của Mỹ và nhóm tàu của Trung Quốc diễn ra trên Biển Đông, sát hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc đang xây dựng và bồi đắp trái phép ở ngoài Biển Đông đã diễn ra một cách kịch liệt. Vào lúc thì nhóm tàu của Trung Quốc áp sát nhóm khu trục của Mỹ. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết thì họ rất bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của phía tàu Trung Quốc vì trong những lần trước khi Mỹ thực hiện chiến dịch tuần tra hàng hải thường xuyên theo đúng luật pháp quốc tế thì hải quân của Trung Quốc chỉ cho tàu bám theo từ khoảng cách xa và phát đi tín hiệu xua đuổi. Nhưng lần này phía Trung Quốc lại điều các nhóm tàu nói trên thực hiện những bước đi cực kỳ nguy hiểm. Có lúc thì các tàu của Trung Quốc đã chặn đầu các tàu khu trục của Mỹ và có những lúc thì các tàu của phía Trung Quốc chạy song song bám sát và định đâm húc vào đuôi của nhóm tàu khu trục của Mỹ. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngô Khiêm đã ra tuyên bố cho rằng Mỹ đã nhiều lần điều tàu khu trục, tàu sân bay, máy bay chiến đấu, tên lửa, lính thủy đánh bộ tiến vào Biển Đông ngay sát các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc. Hành động đó được Bộ Quốc phòng Mỹ và Hải quân Mỹ được cho là gây hấn với cả phía Trung Quốc và làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc yêu cầu phía Mỹ cho rút ngay những cái tàu khu trục, tàu sân bay, lính thủy đánh bộ cũng như là máy bay chiến đấu ra khỏi vùng Biển Đông. Đặc biệt là ra khỏi phạm vi hải lý, cách hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc theo đúng luật pháp quốc tế. Được biết, ông Ngô Khiêm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng của Trung Quốc nhấn mạnh rằng quân đội của phía Trung Quốc sẽ đáp trả quyết liệt những hành động gây hấn của phía Mỹ tại những cái hòn đảo nhân tạo của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, Hải quân của Mỹ đã công bố một loạt những ảnh chụp và cho thấy những hành động của Trung Quốc khi áp sát rồi vượt lên theo kiểu cắt mặt buộc tàu chiến của Mỹ phải chuyển hướng để tránh va chạm sau hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp của phía Trung Quốc. Tuy nhiên, người đại diện Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, ông Ngô Khiêm lại cho rằng sự kiện tàu khu trục của Trung Quốc chỉ tiến hành các thủ tục nhận dạng và xác định theo luật rồi cảnh báo tàu của Mỹ rời đi. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc không đả động tới những thông tin hai bên có những hành động húc nhau và chèn ép nhau trên Biển Đông. Được biết, các quy tắc tiếp cận và giao chiến trên Biển Đông thường do Quân ủy Trung ương Trung Quốc quyết định, nên Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã nêu rõ có vai trò trong việc phê chuẩn những quy tắc này. Theo các quy tắc trước đây, tàu Trung Quốc chỉ theo bám các tàu của Mỹ và không tiến tới ở khoảng cách quá gần. Phía Trung Quốc chỉ phản đối khi đối phương chủ động liên lạc. Còn bây giờ thì có vẻ như quy tắc đã bị thay đổi khi ông Tập Cận Bình chỉ đạo cho các tàu của Trung Quốc tiến sát lại gần tàu khu trục của Mỹ, cũng như áp sát và bám theo đuôi, thậm chí chạy cắt mặt để gây hấn. Nếu như hành động của Mỹ mà quá đà thì sẽ xảy ra xung đột, căng thẳng trên Biển Đông, thậm chí là xảy ra một cuộc chiến tranh trên Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc. Có rất nhiều người đặt ra câu hỏi rằng tại sao phía Trung Quốc lại thay đổi cách tiếp cận cũng như ứng xử trên Biển Đông như vậy. Thì các chuyên gia giải thích rằng tại vì phía Trung Quốc muốn hành xử quyết liệt và bất ngờ với những tàu chiến của Mỹ khi cho rằng gần đây phía Bắc Kinh luôn có những bất bình với cả phía Washington khi liên quan tới tình hình căng thẳng thương mại, đặc biệt là việc mua bán vũ khí của Mỹ với cả Đài Loan. Phía Bắc Kinh cũng không muốn phía Mỹ nhúng tay nhiều vào vấn đề Biển Đông, mà phía Trung Quốc cho rằng Biển Đông là của Trung Quốc. Vì thế, những việc xảy ra xung đột cũng như căng thẳng trên Biển Đông sẽ tự nội bộ của phía Trung Quốc xử lý. Và nếu có phát sinh căng thẳng trên Biển Đông giữa Trung Quốc với một số nước ở khu vực Đông Nam Á, thì phía Trung Quốc sẽ tự đứng lên giải quyết chứ không muốn phía can thiệp của nước ngoài, đặc biệt là phía Mỹ. Theo các nhà quan sát cho biết, thì tình hình quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên xấu đi dưới thời Tổng thống ông Donald Trump và đến bây giờ là Tổng thống Joe Biden, khi ông liên tục áp những mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc. Và phía Trung Quốc cũng đã đáp trả mạnh mẽ, đẩy cuộc chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc gần 2 năm nay mà chưa có hồi kết. Và ngoài ra, tình hình ở Đài Loan, tình hình ở Hồng Kông cũng tạo ra cái quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên xấu đi. Và vấn đề Biển Đông là trầm trọng nhất khi mà sự hiện diện của Mỹ ngày một dày đặc hơn dưới thời Tổng thống ông Joe Biden. Căng thẳng thương mại lên đến cao trào, Mỹ lại bồi thêm một đòn nữa với cả phía Trung Quốc khi quyết định trừng phạt một đơn vị quân đội của nước này vì hợp đồng mua tên lửa F-400 và tiêm kích Su-35 của Nga. Bắc Kinh cảnh báo phía Washington sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu như không rút lại lệnh trừng phạt với cả công ty của Trung Quốc.
thiểu duy nhất cho sự thay đổi này là phía Trung Quốc quyết định tận dụng mọi cơ hội để có thể phát đi tín hiệu tới chính quyền ông Joe Biden và coi đây là bằng chứng cho thấy căng thẳng song phương đang trở nên rõ rệt. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như đã có những tính toán rất kỹ để thông điệp phát đi đủ mạnh nhưng không làm bùng phát phản ứng quyết liệt từ phía Mỹ bởi vì họ nhận thấy rằng sức mạnh quân sự của Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm để đối phó với cả sức mạnh quân sự của Mỹ trên Biển Đông. Nhưng theo một số chuyên gia khác cho biết ông Tập Cận Bình không muốn bị coi là yếu đuối trước người Mỹ và ông ấy muốn được nhìn nhận như một nhà lãnh đạo bảo vệ lợi ích của Trung Quốc. Đó là thông điệp mà họ muốn chuyển đi khi phía Bắc Kinh liên tục gây hấn cũng như cản trở các hoạt động của Mỹ khi phía Hoa Kỳ cho tàu tuần tra, tuần duyên theo đúng luật pháp của quốc tế trên tuyến hàng hải ở Biển Đông. Và theo các chuyên gia nói rằng, nếu tình hình của phía Trung Quốc và Mỹ không được giải quyết sớm, thì khả năng một cuộc đụng độ xảy ra trên Biển Đông sẽ sắp diễn ra. Thưa quý vị, Biển Đông vẫn rất dậy sóng bởi vì tham vọng của Trung Quốc là rất lớn khi mà độc chiếm Biển Đông. Còn phía Mỹ thì không muốn phía Trung Quốc làm những điều vô lý và ngang ngược trên Biển Đông. Vì thế, Washington và Bắc Kinh luôn có sự đối đầu trên Biển Đông và chưa cho thấy một sự giàn hòa nào trong tương lai. Vì thế, Biển Đông sẽ rất dậy sóng trong thời gian sắp tới.